tất cả các anh chị em. Mình là Hani, giảng viên chính của Trung tâm Đào tạo Nối Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nối Mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay Hani chính thức thông báo với các anh chị là đầu tháng 6 mình sẽ có một cái lớp học online. Đây là một lớp học mà Hani muốn dành tặng cho các anh chị mình ở miền Bắc hoặc là miền Trung hoặc là ở nước ngoài. Vì tình hình dịch có thể là nó sẽ diễn biến phức tạp nên cái việc mà các anh chị tới trực tiếp học nó sẽ rất khó. Nên đây sẽ là một công cụ để cho các anh chị mình có thể xích lại gần với cái nghề nối mi hơn. Và Hani xin đảm bảo rằng á, là sau khi mà các anh chị học cái lớp này xong, các anh chị có thể tự tin ra làm khách. Và Hani sẽ giám sát các anh chị ngay cận bên các anh chị để cho các anh chị có thể là khắc phục những lỗi sai và hoàn thiện cái nghề mi của mình luôn. Và giáo trình của cái chương trình học này Hani đã dành 2 năm để có thể soạn thảo ra. Nên chắc chắn rằng khi các anh chị học cái lớp mi này, các anh chị sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Và mình sẽ hướng dẫn cho tới khi là các anh chị tự tin ra nghề thì thôi. Nên là các anh chị mình đừng có lo lắng là học online thì mình sẽ không học được nha. Đây là một khóa học rất đặc biệt mà Hani dành cho các anh chị ở xa và các anh chị ở nước ngoài đó. Mình hãy đón xem những cái chương trình sắp tới của Hani sẽ thông báo ở trang fanpage này nha mọi người. Xin chào các anh chị.